vô cái thố á, là xương nổi là kết lẫn nhau. Còn Xá Lợi Bất Cu La nhị định thì sủi bọt lên. Nam mô ta sa ba ga va tô a ra tô sa ma sa bu đà sa đà sa. Nam mô ta sa ba ga va tô a ra tô sa ma sa bu đà sa. Nam mô ta sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 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 Đà Sa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Đà Sa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Cầm cái đèn pin. Nam mô ta sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 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 Sammuddhassa. Cái cô với chú thấy cái Xá Lợi mình nhìn nó mình thấy ánh ánh ở bên ngoài, còn nếu mình nhìn dưới cái thấu nước thì nó rõ hơn. Ở trong á là màu màu đen, mà ở ngoài là màu trắng, cái hào quang của Xá Lợi Đức Phật. Còn cái viên Bắc Cu La để thiểu bệnh đệ nhất đó là sủi bọt lên, nó đang nổi bọt lên đó. Nếu cái thố này mình không đụng thì tới ngày mai viên Xá Lợi vẫn còn y như vậy, nhưng mà nếu mình đụng mình trao á thì cái sẽ tiền xuống. Nó thấy ở chính giữa là màu màu đen đen, ở ngoài là màu trắng, là cái hào quang của Đức Phật. Là kết dính rồi. Đó. Nước giếng này có được mấy ngàn năm rồi sư phụ? Ngài Bắc Cu La là thời Đức Phật còn ở thế là 2000. Thank you.